Dạ, xin uh, chào quý thầy cô quý bác sĩ ạ, uh. thì em xin phép được uh, tiếp tục trình bày ở cái phần uh, liên quan đến máy sông khí dung uh, của Omron. thì uh, vừa rồi thì uh, uh, phó sư vũ Văn giáp đã trình bày uh, uh, giới thiệu một số cái về máy sông khí dung cũng như lợi ích. thì phần trình bày tiếp theo của em thì xin được uh, uh, nói về các cái dòng máy sông khí dung của Omron. thì uh, phân loại theo uh, nguyên lý hoạt động uh, thì máy sông khí dung sẽ có ba dòng chính đó là mà đoạn, uh, nén khí nhạn lưới và siêu âm. Trong đó dòng dạng lưới thì phù hợp sử dụng tại nhà, siêu âm thì sử dụng cho bệnh viện phòng khám và dòng nén khí thì có thể phù hợp sử dụng cho cả hai. Thì phân tích về cách thức hoạt động cũng như là ưu điểm, nhược điểm của từng dòng như sau. Khi máy xông đối với máy sông dạng nén khí thì khí nén thì được tẩy qua vòi phun liên tục lên 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 trong cái bao sông và sẽ tạo áp suất thấp và hút thuốc dạng lỏng lên trên đây thuốc khi di chuyển lên sẽ uh, trộn với khí nén sẽ và đập vào cái ban uh, đổi hướng này và sẽ uh, đánh những cái hỗn hợp thuốc này vỡ thành nhiều hạt nhỏ dạng khí dung thì ưu điểm của cái dòng uh, khí nén thì cái lưu lượng thuốc vận uh, tốc chậm sẽ giúp bệnh nhân dễ thở uh, rất dễ sử dụng và có thể phù hợp dành cho cả người lớn và trẻ em uh, dòng khí nén có thể hỗ trợ sử dụng cho hầu hết các loại thuốc kể cả thuốc dạng uh, huyền phù và thuốc có độ nhớt thấp và cái chi phí giá thành nó sẽ à, à, rẻ à, một số cái nhược điểm thì thiết bị tương đối công cên à, và khi hoạt động vì dùng khí nén nên sẽ có thể gây âm thanh ồn ào và có thể làm nó trẻ sợ hãi à, sau quá trình sử dụng thì mình cần phải vệ sinh nhiều bộ phận và cái lượng thuốc hạ hụt tương đối cao và dòng khí nén thì mình phải uh, phải sử dụng nguồn điện à, về cái uh, máy xong khí dung siêu âm À, thì ở đây mình đã thấy là về cái cách thức hoạt động đó, thì sẽ có một cái máy rung điện áp tạo ra một những cái rung động với tần số cao và cái 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 này tạo một cái năng lượng mình sẽ đi thông qua một cái môi trường gọi là cái nước à, thì nước này cũng đồng thời đóng vai trò làm chất làm mát và cái rung động mạnh này sẽ tạo ra đánh vào cái, cái cái cốc thuốc ở đây và sẽ tạo ra một cái cục thuốc chân lỏng và tạo ra cái hạt nhỏ khí dùng và ở đây thì mình sẽ có là một cái quạt để mà đẩy khí liên tục uh, thổi ra và đẩy cái những cái cái, cái uh, hạt thuốc uh, khi dùng ra ngoài thì ưu điểm của cái dòng siêu âm á, thì là hoạt động rất là êm và dễ sử dụng, uh, sản lượng khi dùng cao, uh, nó tầm khoảng gấp tối đa 10 lần so với cái máy uh, khi dùng dạng nén khí. Uh, Tuy nhiên nhược điểm thì là cái dòng này thì cái giá thành nó tương đối đắt và nó chỉ uh, phù hợp cho bệnh viện mà phòng khám, uh, không thể xong được những cái dạng thuốc dạng hiền phù như là vudasanat, uh, một số các loại thuốc khác như là kháng sinh thì có thể sẽ thay đổi về chất lượng Uh, do cái năng lượng uh, siêu âm này cao và phải dùng nguồn điện xoay chiều. Uh, ngoài, ngoài thuốc ra thì mình phải cần phải có nước để mà làm mát. Uh, cái dòng uh, máy thứ ba là dòng máy siêu khí dung uh, dẫn lưới thì đây là dòng máy rất là nhỏ gọn và uh, tiên tiến. Thì uh, một cái phần tử rung ở đây nó sẽ là bằng uh, titan và dao động ở tần số cao để đẩy thuốc uh, liên tục thông qua cái cái lỗ nhỏ trên cái lưới này và sẽ tạo ra cái hạt khí dung. Uh, để mà bệnh nhân hít, hít thở vào Thì ưu điểm của dòng này đó là nhỏ gọn Và thao tác đơn giản bằng một nút bấm Và khi mà mình sử dụng có thể sử dụng ở mọi lúc mọi nơi Mang tính di động cao Và cái dòng này thì có thể sử dụng bằng pin Và nhược điểm thì giá thành sản phẩm Hiện nay vẫn còn tương đối cao à, Cho cá nhân và gia đình à, Và sau mình cần phải vệ sinh kỹ lưỡng Đặc biệt là một phần lưới à, Sau một thời gian dài sử dụng Thì à, Omron Uh, Heo có rất nhiều cái dòng sản phẩm uh, phù hợp dành cho cá nhân và gia đình với những cái model khác nhau uh, và ngoài ra thì em cũng xin phép được uh, giới thiệu sơ qua về một cái máy cái cái uh, một cái thiết bị hay gọi là hỗ trợ cho phát hiện cái tình trạng thở khò khe cho các cái bệnh nhân trẻ em mà bị hoang suyễn thì uh, cái thiết bị này á là uh, nó giúp cho các uh, uh, phụ huynh xác định nhanh chóng cái tình trạng thở khò khè của trẻ uh, bằng cái 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 cách thức vận hành À, như hình minh họa à, mà các quý bác sĩ đang thấy ở đây, à, thì à, đầu tiên mình bật máy và đợi đến khi à, đèn sáng á, thì mình sẽ đặt máy vào ngực phải của trẻ để cho máy à, um, check cái, cái 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 âm thanh. À, thì sau 30 giây sẽ ra trả kết quả và sẽ có hiển thị là tình trạng thở khó khe hay không khó khe để mà phụ huynh có thể biết và có thể là sử dụng cái máy cái dùng cho phù hợp. Yeah thì uh, quay trở lại với uh, máy xong khí uh, dung thì uh, do bên em có rất nhiều dòng máy khác nhau và em xin uh, điểm sơ lược tập trung chính và một số dòng chính thì ở uh, đây mình có dòng nec 28 uh, phù hợp dành cho người lớn và trẻ em và các bệnh lý sử dụng để điều trị thì là hen suyễn CBD, viêm phế quản, viêm tiểu phế, phế quản thì uh, ở trên máy thì có trang bị công nghệ văn ảo VVT uh, để giúp giảm uh, lượng hao hộp thuốc trong quá trình sử dụng. Uh, đây là model dòng Duo Baby thì đây là dòng 2 trong một, nó là bao gồm máy xong khí dung nén khí kèm với máy hút được mũi Thì đối tượng sử dụng là sẽ là phù hợp cho trẻ nhỏ, các cái bệnh lý à, đường hô hấp trên như là tắc mũi viêm mũi, dị ứng viêm thanh quản, à, một số bệnh lý đường hô hấp dưới như hen suyễn, COPD. Thì dòng này thì nó tích hợp à, hai chức năng ở trên cùng một à, một máy. À, về tổng hợp lại về cái đối tượng sử dụng cũng như là cái những loại máy xong mà bên Omron khuyên dùng thì sau đối với đối tượng mình nhân là người lớn, bệnh lý COPD và hen suyễn thì mình có thể sử dụng các cái dòng như U100, C28 hoặc là C101. thì tùy thuộc vào cái cái nhu cầu sử dụng thì mình sẽ có cái lựa chọn phù hợp. Và hầu hết các dòng sản phẩm của Omron thì đều có thể phù hợp sử dụng cho trẻ nhỏ hen suyễn hoặc viêm họng cảm ho À, theo như cái bảng uh, phân tích dưới đây à, đối với uh, bệnh viện phòng khám thì bên em có có hai dòng đó là dòng ec 900 đây là dòng máy khí nén chuyên dụng uh, dành cho bệnh viện phòng khám thì chuyên dùng để điều trị bệnh lý đường hô hấp dưới uh, máy sông nén khí công suất cao và dễ dàng làm sạch hai bộ sông thì cái phần thiết kế tay cầm này nó cũng uh, rất là thuận lợi và gọn gàng để cho mình có thể di chuyển giữa các cái phòng này và phòng khác và cuối cùng là dòng máy sông à, dạng siêu âm chuyên dụng cho bệnh viện phòng khám đó là dòng máy này EU780 à, thì chuyên dùng trị các bệnh lý đường hô hấp dưới và à, máy phù hợp cho các trường hợp bệnh nặng và có khả năng hoạt động liên tục lên đến, đến 72 giờ liên tục và máy hoạt động rất là êm và có cái phần điều khiển đầu ra cho phép điều chỉnh cái tốc độ xong yeah. à, thì đó là những cái uh, um, cái thông tin về máy xong khí dung của ông rong ạ à. Thì phần trình bày của em đến đây là hết. và xin cảm ơn quý thầy cô, quý bác sĩ đã quan tâm theo dõi. Rồi.